nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Ok và hello xin chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em trở lại với channel của mình. Mình là DB Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là sự kiện 20 tháng 11. Thì mình nghĩ ở đây anh em ở đây ai xem video của mình cũng đang rất hóng là cái sự kiện 20 tháng 11 sắp diễn ra khoảng vài ngày nữa thôi. Thì hôm nay mình sẽ gọi là điểm qua coi như là 20 tháng 11 sẽ có sự kiện những gì và sự kiện sẽ xảy ra như sao. Và hôm nay thì mình sẽ làm những video như vậy. Thì ok, đầu tiên bắt đầu là 20 tháng 11 thì sự kiện sẽ diễn ra khoảng tầm bắt đầu vào cuối ngày 19, nghĩa là rạng sáng bảo trì ngày 20 thì sẽ có sự kiện sau ngày 20, nghĩa là từ ngày 20 đến ngày 22 là sự kiện sẽ diễn ra từ trong ngày đó, thì khoảng rạng sáng ngày 20. Nếu mà không phải thì thời gian diễn ra sẽ xảy ra sớm hơn một tí thôi, khoảng là rạng sáng ngày 19, tức là sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22. Thì mình nghĩ là chỉ từ 20 đến 22 thôi, còn bình thường thì nếu mà sớm hơn thì chắc chắn là sẽ từ 19 đến 22. Ok, nội dung sự kiện thì chắc chắn mình nghĩ cũng như mọi năm thôi, thì nó sẽ có là năm vừa rồi, năm gần nhất tới đây là năm vừa rồi, thì là sẽ có 4 vị sư phụ đi ngao du khắp tất cả bản đồ của Ngọc Rồng, và anh em tịnh hoa để tặng sư phụ sẽ nhận được tiềm năng sức mạnh và tính theo phút và tính theo sức mạnh sự đánh của anh em ấy. Cái đó mình như là không rõ lắm, nhưng mà mình nghĩ là chắc là tính theo sức mạnh thôi. Ok, ok, thì hoa lấy ở đâu? Hoa có hai cách. Thì vừa rồi trên fanpage Ngọc Rồng vừa có đăng hai cái bài viết nhá hàng. Thứ nhất là một phiên bản mới, sắp tới là có một map mới. Thứ hai là có một bức ảnh về gọi là bót hoa. Mình nghĩ là bót hoa. Thì sự kiện 20 tháng 11 năm nay sẽ là phải đánh hoa. Và đánh bót hay gì mình biết chắc là quái sao vậy. Đánh để nhận hoa và sẽ đi tặng các sư phụ và được tiềm năng sức mạnh, hoặc là đổi lấy cái gì đó, cái trang hay gì đó mình chắc không rõ lắm. Thì trong sự kiện này chắc chắn là sẽ có X2 và tiềm năng sức mạnh. Thì anh em nào có mua thêm bùa, trí tuệ hoặc là kinh nghiệm chắc chắn là sẽ được X4 tiềm năng sức mạnh. Mình nghĩ là vậy. Thì còn việc hoa kiếm đánh quái nữa thì còn bán ở trong shop nữa. Thì trong game ấy, thì khi sự kiện là 20 tháng 11 xảy ra thì thứ nhất là đánh quái không được, nhiều anh em yếu đúng không, đánh quái không được hay là không có thời gian đánh thì chắc chắn là phải vào shop để mua rồi. Thì đương nhiên là sẽ bán trong shop, và là PC chắc là một là Santa, hai là Quý Lão Kame, một không Quý Lão Kame chắc không bán đâu, mình nghĩ một trong hai nhân vật đấy thôi. Thì sự kiện sẽ diễn ra vào ngày đó, thì nội dung sự kiện chắc chỉ có thế thôi. Săn hoa, tặng hoa và nhân đôi kinh nghiệm sức mạnh. Có thể là sẽ ra map mới luôn, mình nghĩ là chắc chắn là sẽ ra map mới luôn, kèm theo đó là một cái map mới. Thì cái map đó mình cũng làm một video review rồi, chắc chắn là có thể là map ngục tù hay gì đó, hành tinh ngục tù gì đó. Nhưng mà mình không biết map này là map boss hay là map bình thường mở ra map mới thôi. Chắc chắn là phải qua đâu đó, hoặc là corner, anh em bảo qua corner hay đâu ấy thì mới qua được cái map đó, thì mình nghĩ là vậy. Mình mong là sau là game ra một cái phiên bản, ra thêm một phiên bản nữa cập nhật thì sẽ có một cái gọi tính năng mới, dẫn dạng như là đi phó bản ấy. Ngoại bỏ thì biết là bên trong game thì có doanh trại rồi, nhưng mà doanh trại thì nó cũng bình thường, với cả đi đi đâu nhỉ, đi con đường rắn độc. Ok, hai cái đó thì được, hai cái đó thì được, mình thêm một tính năng nữa thì thêm một cái gọi là đi mình nhớ rồi, đại chiến vang hội thì cái đó là mình thấy là vô dụng, cực kỳ vô dụng luôn. Vì sao không có ai chơi cái đó? Thì cái đó là open khá lâu rồi nhưng mà vẫn chưa vào gọi là chính thức, vì nó chỉ là test thôi. Nhưng mà nghĩa là cái phần thưởng ấy nó không có được giá trị gì cả, chả có gì. Ngọc xanh thì chả AD chả không open cái ý, nên là Ngọc xanh khi anh em chơi thắng bang hội top mấy đấy, coi như là Ngọc xanh đâu thì là chả ai chơi cái đó. Thì hiện tại là trong game là có như là hai phó bản, ba tính năng, 4 Ngọc Rồng Sao Đen. Đúng rồi, 4, 5 cũng khá là nhiều, nhưng mà để phải nói về gọi là cái độ hấp dẫn của nó thì chắc chắn chỉ có Ngọc Rồng Sao Đen này, doanh trại và cả con đường gian độc. Còn
bang hội hay là ấy thì hơi ấy, và bản đồ kho báu thì khá là ngon rồi, bản đồ kho báu cũng khá hấp dẫn nữa. Ok, thì chắc chắn là video sẽ dừng lại ở đây và cảm ơn anh đã xem. Thì mình chỉ review qua về sự kiện 20 tháng 1 như vậy thôi. Thì còn nó xảy ra như sao và thì như nào nữa thì chắc chắn là anh em phải chờ đợi đúng ngày hôm đó. Thì còn khoảng vài hôm nữa thôi anh em, cố lên. Vài hôm nữa thì chúng ta sẽ được chào đón sự kiện 20 tháng 11. Thì mình không biết là 20 tháng 11 mình có quay video cho anh em xem không. Chắc hôm đó mình xin nghỉ, mình đi chúc thầy giáo, thầy cô giáo thôi. Thì hôm đó anh em là chắc cũng phải đi đi thăm lại các thầy cô cũ cấp 1, cấp 2 chứ đúng không? Cấp 3 đấy, anh em học đến đâu thì đi thăm ở đấy thôi. Còn mình thì nếu hôm đó mình có thời gian thì mình sẽ quay một video về đi chơi. Ok anh em, gọi là vlog anh em. Rồi, video mình xin dừng lại ở đây, và nếu anh em thấy video hay để lại cho mình một like, một subscribe cũng như ấn cái chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình nghe. Bây giờ là một phần giới thiệu về nick.vn. Ok anh em. Tôi đang ở trong giao diện chính của trang web nick.vn, được thành lập bởi tập đoàn Quanplay và phát triển tích hợp hơn 30 thể loại về game. Quanplay là chủ 17 website về game như webnick.vn, dịchvụ.me. Website có hệ thống check thông tin tự động 100%, nên là khi các bạn mua nick thì là 100% đúng nick và mật khẩu. Nick.vn tích hợp bán rất nhiều game của Garena như Liên Quân, Liên Minh, VTC có game Đột Kích, Tiemobi có game Ninja Ngọc Rồng. Ngoài ra còn có game của Làng Lá và bán ạc game bản quyền như PUBG, GTA 5. Web có chức năng trả góp 0% đối với những nick có trị giá từ 200.000 trở lên. Nick.vn có một tính năng mà tôi thấy rất là hay, đó chính là bán nick random Đột Kích, Liên Quân, Liên Minh chỉ với giá từ 12.000 cho đến 60.000 đồng. Và bạn có thể có một cơ hội sở hữu nick rất là ngon và cực kỳ khủng. Nick.vn đang hoàn thiện và sẽ cập nhật các game mới trong thời gian tới. Các bạn hãy lên nick.vn để mua nick chơi game nhé. Memories die out too hard.